núi rừng có rất là nhiều điều tuyệt vời đối với cuộc sống các bạn ạ. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một cái thú vui đam mê của những người đi rừng, đó là sinh tồn. Và ở đây bên dòng suối, bên cái khe suối đầu nguồn, ở đây có rất là nhiều những cái điều thú vị. Và một trong những cái điều thú vị đó ở đây các bạn ạ, mình sẽ cho các bạn thấy đi rừng có gì vui. Ở đây là hang của một cái con cua các bạn ạ, hang của một cái con cua. Và con cua đá ở trên rừng thì nó là một cái loài mà ăn cực kỳ là ngon luôn. Mình sẽ bắt cái con cua này cho các bạn xem. Nó đào hang, cái con này thì nó đào hang ở trên cạn, nó không hay ở dưới nước đâu các bạn ạ, mà nó sẽ đào hang một cái hang ở trên bờ. Tuy nhiên là cái hang đấy thì nó đào xuống dưới sâu thì nó sẽ có nước và nó sẽ nằm ở đấy luôn. Hang cua đá. Đi rừng nếu như không có cái gì ăn thì đây chính là một cái món bổ sung tuyệt vời này các bạn. Đấy, cái hang của nó đào xuống dưới rất là rộng nhá. Để đào hết được cái hang của nó thì không dễ đâu các bạn. Và cứ đào qua qua thì mình sẽ mò tay xuống và bắt nó lên. Những cái con cua đá này nó cũng tương đối là to các bạn nhé. Chắc là nó sẽ nằm ở bên dưới này, mình bắt đầu thấy có nước này. Mình đào một tí là cái đất đá nó lăn xuống, nó phủi hết, phải tìm lại mới được. Hang của nó có chỗ thì nó rất là nông, có chỗ thì nó cũng tương đối là sâu. Đi rừng vui lắm các bạn ạ, những cái khe suối đầu nguồn thì có cái con cua này là dễ lấy nhất. Con cua này nó đào hang ở trên bờ, những cái hang của nó rất nhẵn. À, mình thấy nó rồi các bạn ạ, nhưng mà nó ở tận tít dưới này. Tít dưới sâu này kìa. Đào mãi mới sờ thấy nó ở tận tít dưới này các bạn ạ. Đây là một con cua đá này, mình vừa mới thành công. Con này như, con này không to mấy các bạn ạ. Con này không to mấy, một con cua đá. Nó có cái hai cái càng màu vàng rất là đẹp đấy. Đây là cái con cua đá mà nó chỉ sống ở trên đầu nguồn những cái khe suối nước sạch thôi các bạn. Cái con này nếu mà xuống dưới đến cái khu làng mình thì nó sẽ không có nữa. Nó chỉ sống ở trên những cái đầu nguồn thôi. Những cái đầu nguồn điểm xuất phát của những cái dòng suối thì mới hay có cái con cua này. Đây chỉ là một con nhỏ nhỏ thôi các bạn ạ. Loại này nó cũng tương đối là hiền, mình có thể trực tiếp mà thò tay vào trong hang để đào nó luôn. Để cầm thế sờ thấy là mình sẽ cầm nó luôn. Nó cũng sẽ kíp nhưng mà nhanh tay một tí thì sẽ không sao, sẽ không bị nó kíp đâu. Con này là một con nhỏ thôi, mình nghĩ là sẽ còn những con to và đi dọc suối xem nếu mà có thì mình sẽ quay cho bạn xem tiếp này. Đi rừng ở chỗ mình này, mỗi khi mà mệt khát nước thì mình có thể uống nước suối luôn các bạn ạ. Nước suối ở chỗ mình rất là mát. Ở đây thì rừng chưa, khu này thì rừng đầu nguồn chưa bị phá các bạn ạ, cho nên là nước nó rất là sạch luôn, trong veo luôn này các bạn. Bây giờ rừng mỗi ngày mỗi ít các bạn ạ, cho nên nhiều khi đi thì không có rừng già mấy để đi nữa đâu. Mình phải đi rất là nhiều nơi, nhiều lúc là cũng đi rất là xa luôn. Cái khe suối này nó chảy từ tít chân đỉnh đồi cao xuống rất là dài, đi mãi không hết được các bạn ạ. Ở dưới cái tán rừng suối này nó cũng khá là âm u.
hôm nay trời nó không nắng nữa. Đây các bạn ơi, con này nó còn không ở trong hang luôn. Con này còn không ở trong hang luôn, bắt được luôn này các bạn này. Bắt được luôn. Nhanh tay một tí là bắt được luôn, con này cũng không to lắm các bạn ạ. Con này cũng nhỏ nhỏ thôi. Có lẽ là cái hang của nó đây nó đang định chạy vào đây. Là mình bắt được nó ngay. Thế là được hai con rồi. Có những con nó đi kiếm ăn thì nó sẽ ở bên ngoài. Có lúc thì nó bò ở trên sườn đồi các bạn ạ. Còn đa số là nó sẽ ngồi ở cái cửa hang. Ban đêm thì nó mới đi ra thôi. Còn ban ngày thì nó sẽ ngồi ở cái cửa hang để rình mồi. Cũng như là chặn không cho những cái con khác nó chui vào. Đồi ở chỗ mình nó rất là dốc, cho nên là những cái khe suối nó cũng dốc, chảy dài từ phía bên trên xuống. Hôm trước mình có đi qua đây lấy cái cây thêm linh kiện này. Các bạn thấy không? Con cua kìa. Có một con cua nha các bạn nhé. Tay mình đè được hai cái chân của nó rồi các bạn ạ. Đè được hai cái chân của nó rồi. Nhưng mà không cầm được cái càng. Ui nó tuột mất. Tuột mất. Lại phải đảo. Nếu như tay mình không cầm cái điện thoại thì mình vồ được con cua này luôn. Cái miệng hang của nó nhẵn như thế này này các bạn. Xung quanh cái khu nó hay đi lại. Hang này chắc là không sâu lắm đâu. Tại vì là thấy con nước này, đây rồi. Mình sờ thấy nó rồi các bạn ạ. Sờ trong cái càng của nó rồi. Thường là những cái chỗ nào mà nông ấy thì nó phải có nước. Nó sẽ đào hang đến cái vị trí có nước là nó sẽ không đào nữa đâu. Nó sẽ ở đó thôi các bạn ạ. Đây rồi các bạn. Mình đã thành công bắt được một con cua đá. Video này chắc là hơi dài đấy các bạn ạ. Sinh tồn trong rừng nó là vậy này các bạn này. Cua này. Cá thì cá con ở đây còn có cả con ếch nữa các bạn ạ. Nhưng mà ếch thì buổi tối mới soi được. Còn ban ngày thì cá cũng không có cách nào bắt được nó. Chỉ có cua thôi. Vậy là mình bắt được 3 con cua này. Có những cái hang nó sâu quá thì không lấy được. Đấy, có một con nó lại chạy vào trong hang rồi các bạn. Rồi có một con ở trong này này. Thỉnh thoảng thì lại có những cái thác nước nhỏ các bạn nhé. Đây là một cái thác nước này. Leo lên trên thác mình lại thấy tiếp một hang nữa này các bạn này. Hang này thì nó còn đùn đống đất ra này các bạn. Không biết là có sâu lắm không. Nhưng mà nước ở đây thì rất nhiều. Có lẽ là cũng tương đối sâu đấy. Chưa sờ thấy cái gì cả.
cái hang này nó tương đối là sâu các bạn ạ, và mình phải mở rộng cái cửa hang thì mới cho tay vào trong, và mình đã sờ thấy nó rồi. Con này thì nó khá là dữ và phải lựa lựa một tí, với lại trong hang nó chật các bạn ạ. Lấy cái con cua này thì cũng phải khéo tay một tí, tại vì lúc nào nó cũng có hai cái càng nó dơ ra trực khiếp tay mình các bạn ạ. Con này thì mình chỉ cầm được mấy cái chân nhỏ của nó thôi, không cầm được cả con, tại vì hang của nó chật hẹp quá, mình phải lôi nó từng tí ra các bạn ạ. Không cẩn thận thì nó sẽ kíp tay mình, mà hoặc là mình lôi không cẩn thận thì nó cũng sẽ bị đứt chân này. Đứt chân thì lại khó, ít chân thì nó không vướng thì lại càng khó. Mình cầm được mấy cái chân và mình đã lôi được nó ra đấy các bạn này. Một con cua cũng khá to. Lúc nào nó cũng cái kiểu nó bò ngang. Nhiều khi là thò tay vào là nó kíp ngay các bạn ạ. Cho nên mình phải nhanh một tí. Đấy, cua đá này, thế là lại bắt thêm được một con nữa các bạn ạ. Lại thêm được một con cua đá nữa. Hôm nay cũng có chút thu hoạch rồi đấy mọi người ạ. Các bạn thấy không? Lại có một con nữa nó bò ở trên bờ này các bạn này. Không biết là hang của nó ở đâu, nhưng mà chắc là nó đang đi kiếm ăn. Ồ, con này còn không biết đường chạy luôn. Có khi đang ngủ mê ở trên bờ cũng nên. Thế là lại được thêm một con nữa mà không phải mất công đào các bạn ạ. Không phải mất công đào bới. Không phải thò tay vào trong hang thì nó sẽ an toàn hơn. Con này nó đang đi kiếm ăn này các bạn. Hoặc là nó đang đi tìm chỗ đào hang. Cái giống này nó lại đi kiếm ăn ở trên bờ thôi. Phải bắt được thêm một con nữa. Những con cua đá ở trên những cái khe đồi thì nó sẽ có cái chân màu vàng vàng như thế này này. Còn những cái con cua suối mà nó sẽ sống ở dưới nước các bạn. Nó sẽ đào hang ở dưới nước luôn. Và nó có cái màu xám. Màu xám như cái... Nó không đen được như cái mai của con cua này đâu. Còn chân của nó thì không vàng. Còn cái con này thì chân nó vàng, mà nó chỉ sống ở trên những cái hang cạn ở trên gần bờ thôi. Gần bờ suối thôi, ở bờ suối thôi các bạn. Nó sẽ đi kiếm ăn ở trên cạn các bạn ạ. Ở cái chỗ này một cái hốc đá mình lại tìm thêm được một cái hang cua nữa các bạn ạ. Cái hang cua nữa, nhưng mà cái hang này là đá tự nhiên. Nó rất là hẹp, mình phải cậy mãi thì mới thò được tay vào trong. Nhưng mà cái con cua nó cũng dắt ở trong kẽ đá này khá là khó lấy. Cố gắng đào thêm một hai con nữa về để cho nó đủ bữa cho mấy nhỏ ở nhà các bạn ạ. Mấy nhỏ ở nhà thì nói đến cua thì thích lắm. Mình toàn nói dối là bố đi lấy cua hoàng đế ở dưới Hà Nội về cho thôi. Cho nên là mấy đứa nó thích, cứ mang về là cứ đòi cua liên tục thôi. Hôm rồi con đứa cháu nó sang chơi thì nó cũng được ăn một lần, là nó bữa nào nó cũng đòi ăn cua hoàng đế các bạn ạ. Mình cứ dối là đi lấy ở dưới Hà Nội về, nhưng mà thực ra mấy hôm đấy mình đang đi tìm cái dây huyết đằng, thế là đi trên những cái khe đồi thì hôm nào mình cũng kiếm được cái con cua này. Chịu khó mỗi hôm đào được 5-6 con thì nó cũng đã được một đĩa to đùng rồi các bạn ạ. Cua nó rất là cành càng. Con này thì khá là khó lấy các bạn ạ. Nó dắt vào trong cái khe đá. Mình cầm được một cái càng với lại mấy cái chân của nó rồi. Một cái càng với lại mấy cái chân của nó, nhưng mà nó vẫn còn kẹt, kéo mãi không ra được. Phải dích dích từng chút một các bạn ạ. Từng chút một, sắp ra được rồi. Ôi, sắp ra lại cụt mất các bạn ạ. Sắp ra lại cụt mất cái càng. Một cái càng với lại ba cái chân mình cầm túm vào một túm, nhưng mà nó vẫn cụt. Phải lựa mãi mới cầm được cái càng này này các bạn. Nó kíp mình liên tục nhưng mà mình đều tránh được. Đấy, bây giờ không có vướng càng nữa. Còn một cái nữa nó kíp càng mạnh này các bạn. Nó thoáng. Tại vì cái khe đá nó hẹp quá. Khe đá nó hẹp quá. Hồi nãy vướng mấy cái càng với mấy cái chân này thì nó không làm gì được mình. Còn bây giờ là còn mỗi một cái càng nữa, nhưng mà nó lại có đủ cái không gian. Nhưng mà mình cũng cầm được nó rồi các bạn ạ. Lại chuẩn bị có thêm một con cua nữa. Con này thì rất là to. Cái càng gãy thì to hơn, còn cái càng đây, cái càng này còn sót một cái càng này. Cái càng ở con cua này nó nhỏ hơn này các bạn này. Con cua nó cứ có một đôi càng lệch các bạn nhé. Đấy, hôm nay như thế này cũng đủ rồi các bạn ạ. Cũng được 6-7 con rồi. Hôm nay thì như thế này là ok. Mình sẽ quay video đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé.